các bạn, chào các bạn. Mình là Hường. Công việc hiện tại của mình là toàn bộ trên internet. Mình dành toàn thời gian, có thể là ở nhà, ở quán cà phê hoặc là một cái nơi nào đấy mình thích để mình có thể làm việc, bởi vì nó chỉ phụ thuộc vào một chiếc máy tính duy nhất thôi. Đấy là một cái công việc mà lúc trước Hường đã mơ ước. Năm 2014 thì mình cũng là một cái người sinh viên năm 2 trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Mình cũng khát khao có một cái tương lai tốt đẹp, mình cũng mong muốn có một cái cuộc sống mơ ước. Sau đấy thì Hường nhận ra khi mà mình có một cái CV đẹp và mình đi xin việc thì mình không thể nào mà có cuộc sống mình muốn. Nếu như mình cố gắng hết mình thì mức lương tầm 20 đến 30 triệu trong những năm đầu tiên. Thế như vậy thì mình không thể nào mà có thể gửi về quê cho ba mẹ, cũng như là có cái cuộc sống mình đi du lịch đây đó. Và dù có tiền đi chăng nữa thì mình cũng không thể nào có thời gian, bởi vì toàn bộ thời gian mình đã dành cho cái công việc, cả tuần cho cái công việc của mình để có được mức lương cao như vậy rồi. Vậy nên là mình tìm ra một con đường khác. Thì cái hành trình này cũng là một cái hành trình mà mình sẽ chia sẻ ở trong các video tiếp theo ở trong kênh YouTube của mình. Thì suốt từ năm 2017 tới giờ thì mình hoàn toàn là mình tự lo cho bản thân mình, và mình cũng đi trải nghiệm rất là nhiều nơi, từ Nam ra Bắc, từ cực Nam của Tổ quốc cho đến cực Bắc, leo lên cái đỉnh Phan Xipang, cũng như là đi du lịch, đi du ngoạn, đi học tập ở các quốc gia khác, Malaysia, Singapore, Dubai, cưỡi lạc đà, và có những người bạn đến từ Canada, từ Mỹ, vân vân. Mình không lo lắng quá về vấn đề tiền bạc này nọ. Thì không phải là tiền mình ở trên trời rơi xuống và mình tiền mình rất là nhiều kêu không hết, mà là trong quá trình đấy mình đã học được cái cách làm nào để quản lý tiền bạc, làm nào để nhân cái số tiền mình đang có, làm thế nào để kiếm thêm tiền, cũng như là về cái cách quản trị thời gian. Từ năm 2017 tới giờ thì mình không hề đi làm ở một cái công ty nào sau khi tốt nghiệp trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó là một, cũng có một quá trình để trải nghiệm, để dấn thân với những cái kỹ năng khác trong cuộc sống, không chỉ về kỹ năng kiếm tiền, và đặc biệt là mình trau dồi cái kỹ năng làm thế nào để có dòng thu nhập ở trên internet, rồi làm thế nào để đầu tư, làm thế nào để lựa chọn những cái phương án tốt, làm thế nào để quản trị về thời gian, rồi xây dựng các mối quan hệ, làm thế nào để cuộc sống của mình trở nên tốt hơn và ý nghĩa hơn, cũng như hạnh phúc hơn. Mình thực sự biết ơn cuộc sống hiện tại. Hy vọng là những chia sẻ của mình giúp được các bạn một phần trong cuộc sống này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hường. Hãy cho Hường một like cũng như bình luận một cái chủ đề nào đó các bạn muốn chia sẻ ở dưới video này. Hường sẽ làm các video thường xuyên hơn. Chúc các bạn xem video vui vẻ.